Để tìm được hướng đi mới cho cà phê, anh Mai Văn Dũng ở xã Gia Lâm, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng đã đưa sản phẩm của gia đình đến gần hơn với người tiêu dùng bằng phương pháp sản xuất khép kín. Nhờ đó mà sản phẩm ngày càng được đánh giá cao về mặt chất lượng, nhanh chóng trở thành sản phẩm OCOP hạng 4 sao của tỉnh Lâm Đồng. Sản xuất gắn với tiêu thụ mới thực sự là sản xuất bền vững. Với vùng nguyên liệu cà phê dồi dào về sản lượng, đảm bảo về chất lượng, nhưng người trồng cà phê Lâm Đồng vẫn còn không ít khó khăn về đầu ra sản phẩm. Hiểu được lợi thế cũng như những khó khăn của người nông dân, các doanh nghiệp đóng chân tại các vùng nguyên liệu này đã không ngừng đầu tư công nghệ, liên kết với các nông hộ để đẩy mạnh chế biến, nâng cao giá trị cà phê và thu nhập cho người dân địa phương. Và lối đi của công ty sản xuất chế biến cà phê Hoàng Sang đang có những phương thức bền vững như vậy. Để có vùng nguyên liệu đảm bảo chất lượng, bền vững, công ty đã đẩy mạnh liên kết với nhiều nông hộ. Gia đình ông Lê Văn Hội là một trong những nông hộ có liên kết bao tiêu sản phẩm với công ty Hoàng Sang tại xã Gia Lâm, huyện Lâm Hà. Không còn sản xuất theo thói quen lâu nay, gia đình ông đã được công ty hỗ trợ về các điều kiện sản xuất, trong đó chú trọng sản xuất sạch, an toàn, giảm thiểu tối đa việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hóa học. Một vấn đề mà công ty hết sức chú trọng là hướng dẫn các nông hộ thu hoạch cà phê khi đã chín đều, tránh thu hoạch xanh, ảnh hưởng đến chất lượng trái cà phê. Vì thế nông dân phải chọn lựa kỹ càng từng quả cà phê khi còn ở trên cành. Và tất nhiên với quá trình chăm sóc thu hoạch khắt khe hơn, thì giá bán cà phê của các nông hộ này cho công ty Hoàng Sang cũng cao hơn so với bán ngoài thị trường. Trong cái chăm sóc thì ngày xưa thì nó chưa đem lại kết quả, mà hôm nay vì ngày xưa mình cứ bón các cái phân mà gọi là phân hóa học ấy, là nhiều cái phân giờ trên thị trường phân giả nó nhiều, thành ra là nhiều lúc được lúc mất. Nhưng mà hôm nay là nói chung là nông dân chúng tôi là mua các cái phân gọi là vi sinh rồi, hoặc là phân gà, hoặc là phân heo, phân bò gì đấy, về là chúng tôi ủ lên là chúng tôi bỏ. Thì mấy năm nay là hộ nào cũng theo nhau làm, hộ này làm được thì hộ khác theo nhau làm, là giờ thấy kinh tế là nhà hộ nào cũng ca nó cũng đẹp đấy. Có được nguồn nguyên liệu chất lượng tốt là cả một nỗ lực của cả người nông dân và doanh nghiệp nơi đây. Nhưng để có được một sản phẩm cà phê bột chinh phục được người tiêu dùng thì cũng cần thêm một chặng đường khác. Từ quá trình thu hoạch cho đến phơi, sấy, rang, xay đều phải tuân thủ những quy trình nghiêm ngặt. Đòi hỏi người sản xuất phải đặt cả cái tâm của mình vào trong đó. Hiện cả 4 dòng sản phẩm cà phê bột và 2 dòng sản phẩm cà phê hạt của công ty Hoàng Sang đã có mặt nhiều nơi trong cả nước và nhiều quán cà phê nổi tiếng, từ trong vùng nguyên liệu cà phê lớn tại huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng cho đến các thành phố lớn chỉ chọn cà phê Hoàng Sang là cà phê chủ lực để phục vụ thực khách. Về chất lượng thì nói chung là trong 4 năm vừa rồi thì chị thấy là chị yên tâm, thường thường chị mới dùng sản phẩm đấy. Với lại cái khu mà Hoàng Sang pha chế thì chị cũng xuống chị tham quan rồi thì chị cũng biết. Đầu tiên thì chị cũng lấy rất là nhiều hãng, nhưng mà chỉ chốt lại là cà phê Trung Tín và cà phê Hoàng Sang thôi. Sau khi chị lựa chọn thì chị cũng hỏi ý kiến khách hàng, thì khách hàng cũng ok. Không bao giờ bằng lòng với những gì đạt được, công ty cà phê Hoàng Sang luôn tìm tòi, sáng tạo để cho ra đời những sản phẩm mới. Hiện công ty đang tiến hành sản xuất thử nghiệm trà cà phê từ vỏ quả cà phê Arabica. Theo các chuyên gia trong lĩnh vực này, trà từ vỏ cà phê chứa lượng caffeine thấp, ngược lại có lượng magie và kali, đường tự nhiên cao, phù hợp với những người có gu uống nhẹ nhàng, nhất là phụ nữ. Tuy nhiên, để lựa chọn những vỏ cà phê đủ tiêu chuẩn làm trà không dễ dàng. Phải là vỏ của những quả cà phê đẹp nhất, chín mọng nhất. Sau đó, quá trình tách vỏ cũng đòi hỏi kỹ thuật cao, tránh dập nát hư hỏng. Điều quan trọng là phải phơi sấy kịp thời, tránh tình trạng vỏ lên men sẽ không thể dùng được. Các đơn hàng nước ngoài rất ưa chuộng sản phẩm mới này, bởi theo đánh giá của các chuyên gia ẩm thực, vùng nguyên liệu đạt tiêu chuẩn sản xuất trà cà phê trên thế giới không nhiều. Ông Mai Văn Dũng, giám đốc công ty Hoàng Sang cho biết, với việc sản xuất trà từ vỏ cà phê đã giúp doanh nghiệp một lúc lựa chọn được 2 sản phẩm chất lượng cao, đó là cà phê nhân và vỏ cà phê. Trong thời gian tới, các dự định sản xuất sản phẩm mới này đi vào ổn định sẽ giúp nông dân trồng cà phê có điều kiện nâng cao thu nhập. Cái ban đầu thì nó cũng gặp cái khó khăn, tại vì bà con thì thường là cái công lao động là khi mà cây hái mà hái thành nhiều lần thì nó rất là mất công. Do đó để mà khuyến khích được người nông dân hái chế chính cho mình thì mình cũng phải cam kết với họ là mua cái giá cao hơn để bù lại cái công hái của họ. Và người nông dân thì 2 năm nay thì họ đã theo công ty Hoàng Sang để làm cái cà phê hái chín, và họ cảm nhận được cái giá trị thực tế là tăng lên. Là cái thứ nhất là khi mà cà phê chín thì nó tăng được cái sản lượng lên, khi mà xanh thì nó sẽ hao. Và cái thứ hai là mình bù giá so với giá thị trường từ 5 đến 10 ngàn một ký theo cái sản phẩm nó đạt chất lượng. Thì như thế là họ bù được cái công hái. Đó thì bà con cũng rất là yên tâm để kết hợp với công ty để tạo thành những vùng nguyên liệu lâu dài để sản xuất cho nó được ổn định. Nằm giữa vùng nguyên liệu chất lượng cao, nông dân cần cù sáng tạo. Còn với những quyết tâm chinh phục và mang đến cho người tiêu dùng những sản phẩm từ cà phê tốt nhất, công ty sản xuất cà phê Hoàng Sang ở xã Gia Lâm, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng đang từng bước khẳng định thương hiệu của mình trên thị trường. Bởi mỗi hương vị cà phê này đều thấm đẫm mồ hôi của nông dân, tâm sức của doanh nghiệp và hồi tụ kết tinh của mảnh đất Tây Nguyên với những vườn cà phê bạt ngàn triệu quả, đi vào lòng người những hương vị đam mê.